Ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội thảo Thỏa thuận xanh EU, những điều doanh nghiệp cần biết. Hội thảo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tìm hiểu, tuân thủ và thích ứng với các tiêu chuẩn xanh trong khuôn khổ Thỏa thuận xanh EU. Liên minh châu Âu EU được đánh giá là một trong những khu vực tích cực nhất trên thế giới trong các nỗ lực chuyển đổi xanh, đặc biệt là việc thông qua và triển khai Thỏa thuận xanh EU từ đầu năm 2020. Hiện EU cũng là thị trường có sức mua lớn nhất nhì toàn cầu và luôn nằm trong top đầu về kim ngạch xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng những động thái của EU trong chuyển đổi xanh sẽ có tác động không nhỏ tới xuất khẩu của Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải tìm hiểu kỹ, theo dõi và thích ứng với các chính sách đó. Tuy nhiên, theo khảo sát nhanh do VCCI thực hiện, vẫn có tới 88-93% các doanh nghiệp và các chủ thể liên quan chưa từng biết tới hoặc chỉ nghe nói sơ qua về thỏa thuận xanh EU hoặc các chính sách quy định cụ thể triển khai thỏa thuận này. Sau thời gian dự thảo, lấy ý kiến và hoàn thiện, sáng 16 tháng 11, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố báo cáo rà soát các mẫu hợp đồng hợp tác công tư và báo cáo huy động nguồn lực tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu về cơ sở hạ tầng vào năm 2040, Việt Nam sẽ cần hơn 600 tỷ đô la Mỹ. Với nhu cầu tài chính đó, mỗi năm dự kiến Việt Nam sẽ thiếu 15 tỷ đô la Mỹ cho hạ tầng. Tài chính và tài trợ của khu vực tư nhân sẽ có vai trò thiết yếu khi mức nợ công của Việt Nam được thiết lập ở mức 60% GDP. Đầu tư PP là một cái phương thức có triển vọng để chúng ta huy động đầu tư của tư nhân cùng với nhà nước để thực hiện các dự án. Và chúng ta cũng rất cần lưu ý là trong cái đầu tư PP thì không chỉ có huy động nguồn vốn của tư nhân đâu, mà không phải chỉ là cái nguồn vốn về tài chính, mà vấn đề là cần huy động cả cái quản trị, cả công nghệ của khu vực tư nhân, và cũng sẽ đảm bảo cho cái sự quản trị nó minh bạch hơn. Theo các chuyên gia, việc thực thi pháp luật trong các dự án PPP thời gian qua còn gặp nhiều vướng mắc. Dù luật PPP đã được thông qua vào năm 2020, tuy nhiên tới nay vẫn thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể, cũng như thiếu các mẫu hợp đồng. Các chuyên gia cũng đã thảo luận, đề xuất, bổ sung, gợi ý các tiêu chí để xây dựng các mẫu hợp đồng cho dự án PPP. Nợ xấu tăng cao, nhiều tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng rủi ro, thu hẹp kế hoạch tăng trưởng. Người dân khó tiếp cận được vốn vay là nội dung chính được thảo luận tại hội thảo thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng và vấn đề thu hồi nợ hiện nay do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Cho vay tiêu dùng là kênh dẫn vốn hiệu quả, đặc biệt là cho vay phục vụ đời sống và tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên, thị trường tín dụng tiêu dùng hiện nay đang đối mặt với tình trạng nợ xấu có xu hướng gia tăng. Do cái kinh tế khó khăn cho nên cái nợ xấu nó gia tăng. Những người vay tiêu dùng nợ xấu gia tăng, và trong đó đặc biệt có những cái nguy hiểm nhất đó là cái câu chuyện bùng nợ. Đó. Có những cái tổ chức ra những cái mạng xã hội để kích thích bùng nợ đối với những người vay tiêu dùng. Vì vậy thì cái nợ xấu nó gia tăng, và rõ ràng khi nợ xấu gia tăng thì các cái tổ chức tài tín dụng nói chung, trong đó có các công ty tài chính tiêu dùng, người ta cũng sẽ phải rất là quan tâm đến cái câu chuyện chất lượng tín dụng và phải siết lại để thu hồi nợ. Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng tiêu dùng toàn hệ thống khoảng gần 3,7% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, trong khi từ năm 2018 đến năm 2022, tỷ lệ nợ xấu này chỉ trên dưới 2%. Nhiều chuyên gia đề nghị cần sớm có chế tài xử lý nghiêm minh các hội nhóm bùng nợ, cố ý chây ì không trả nợ, cũng như có những giải pháp căn cơ và tổng thể để tháo gỡ những bất cập trong khâu thu hồi nợ cho vay tiêu dùng, để lành mạnh hóa thị trường và khơi thông dòng vốn tín dụng. Ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin chính thức về chương trình Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Với mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng, 3 triệu đơn hàng được chốt, 10 triệu người tiếp cận với chương trình, 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia trong 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Ban tổ chức chương trình kỳ vọng chương trình năm nay sẽ là một điểm sáng trong bức tranh chung của lĩnh vực thương mại điện tử cũng như kinh tế số tại Việt Nam thời điểm cuối năm. Đưa ra những cái mã giảm giá, những cái mã khuyến mại cũng như là những cái ưu đãi cho người tiêu dùng, và chúng tôi cộng hưởng cái hoạt động này trên những cái nền tảng số và những cái sàn thương mại điện tử lớn mà đã có đăng ký thông báo với Bộ Công Thương.
Tuần lễ thương mại điện tử sẽ đem đến những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng khi tham gia mua sắm, xây dựng một mối liên kết chặt chẽ, bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp, từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 trên TikTok. Mới đây tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn SECC TP.HCM diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất lần thứ 18 tại Việt Nam Vinachem Expo 2023. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp TP.HCM phối hợp cùng với Công ty Việt Fair tổ chức diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11. Triển lãm năm nay có quy mô hơn 500 gian hàng của gần 400 đơn vị đến từ Việt Nam và quốc tế, trưng bày công nghệ, sản phẩm hiện đại, tiên tiến với các nhóm chuyên đề chính, công nghiệp hóa chất, sơn và vật liệu phủ, cao su sâm lốp, công nghệ và sản phẩm ngành nhựa, chất kết dính và băng keo. Theo Cục Hóa chất, Bộ Công Thương, ngành công nghiệp hóa chất là ngành công nghiệp được đặt nhiều kỳ vọng. Triển lãm năm nay sẽ tạo tiền đề cho sự kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với thế giới để học hỏi và tiếp thu những nền tảng cần thiết để phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hóa chất tại Việt Nam trong tương lai. Triển lãm tổ chức chương trình tham quan, khảo sát chuyên sâu một số nhà máy sản xuất và các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh nhằm tìm hiểu về chính sách xúc tiến đầu tư của tỉnh, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp quốc tế với các doanh nghiệp Việt Nam.